quy trình sản xuất răng toàn xứ zirconia tại nha khoa An Tâm. Mẫu hàm được scan bằng thiết bị scan blue light, truyền hình ảnh vào máy vi tính. CAD/CAM là toàn bộ quá trình thiết kế răng và sản xuất phục hình được thực hiện hoàn toàn tự động và chính xác dưới sự hỗ trợ của máy tính. Kỹ thuật viên sẽ thiết kế tương quan răng của khách hàng dưới sự hỗ trợ của phần mềm InLab 3D. Dữ liệu sau khi thiết kế được truyền qua máy tiện InLab MCL với 3 cánh tay robot làm việc cùng 6 trục khác nhau, cho phép phục hình có độ chính xác bằng phần nghìn mm. Sườn xứ zirconia sau khi nung kết thúc được chuyển qua bộ phận đắp xứ. Kỹ thuật viên xứ sẽ đắp một lớp xứ tạo hình dạng vào mũi răng, tiến hành nướng xứ lần 1. Được tên màu theo ý khách hàng đã yêu cầu trước, đồng thời tạo nên vân răng tự nhiên như răng thật và tiến hành nướng xứ lần 2. Tiếp tục canh chỉnh màu sắc với bảng so màu để đạt độ chính xác cao nhất về màu sắc. Tiến hành nướng xứ và có thể thử răng lên khuôn miệng khách hàng. Chỉnh, đo độ dày răng, đánh bóng, kiểm tra kỹ lưỡng, phủ một lớp xứ bóng và tiến hành nướng kết thúc. Gắn xứ chính thức, kiểm tra khớp cắn và vệ sinh răng cho khách hàng.